Ta là bối bối, cảnh sát liên hành tinh. Công việc của ta là truy đuổi những tên tội phạm ngoài hành tinh gây hại cho nhân loại trên địa cầu. Cho dù bọn chúng có ngụy trang ra sao đi nữa, bất kể khi nào, bất kể là ở đâu. Ra là một cơn ác mộng. Tiểu Y à, mau xuống ăn sáng đi con, sắp trễ học rồi đó. Con đây. Chiều tối hôm qua, trên đường khu vực trung tâm thương mại đường Phồn Hoa, các tòa nhà dạy xe cộ bị sức mạnh thần bí làm hư hỏng nặng. Điện lực bị gián đoạn, hiện tại phía cảnh sát đang ra sức điều tra vụ việc. Tôi biết ai đã gây ra chuyện này đó, là người điện quang. Tôi còn nhìn thấy người nhện nữa. Có lẽ không phải là người nhện đâu, mà đó là người sắt đó. Không đúng, là người sói đó. Tiểu Y, không nên vừa ngủ dậy đã coi tivi như vậy, mau rạng sáng đi con. Dạ con biết rồi. Chúng tôi đã phỏng vấn khoảng 10 cư dân gần đây. Tất cả mọi người đều không tận mắt chứng kiến sự việc thần bí này. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đưa tin về sự việc này sau. Hy vọng phía cảnh sát có thể sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc này. Hả? Rõ ràng là có rất nhiều người ở đó mà, sao lại nói không nhìn thấy ta? Tiểu Y, sao con vẫn ngồi coi tivi vậy? Sắp trễ học rồi đó con. Hả? Tiêu rồi. Con xong rồi bà ơi. Còn chưa ăn trái cây nè con. Đi học về con ăn sau. Thế giới vô biên không giới hạn. Chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn. Có lẽ mình còn nhỏ hơn hạt cát nữa. Chỉ có thể là hạt bụi thôi. Là có người ngoài hành tinh sao? Vậy rốt cuộc tên quái vật hút điện kia là ai? Nếu sự thật có người ngoài hành tinh thì sao bọn họ có thể tới địa cầu này được? Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu, dù sao cũng không liên quan tới mình, chỉ cần ngày ngày vui vẻ là được rồi. Gì? Lại là cậu sao? Không phải cậu biết thêm bạch tuộc rồi hả? Nè, có nghe tao nói gì không hả? Đừng có bày bộ mặt cá chết ra nữa được không? Cậu nghĩ rằng như vậy rất ngầu sao? Nhìn là thấy ghét quá trời luôn. Được rồi, vết thương của cậu không sao.
Mình không giống người ở địa cầu các cậu. Nè, còn cái tên ngoài hành tinh kia chị hút điện kia đâu? Nó còn tìm cậu gây rối không? Địa cầu hiện giờ đang rất là nguy hiểm. Gì vậy? Nguy hiểm? Mỗi một tinh hệ đều có những tội phạm và quái vật nguy hiểm. Bọn chúng gây án khắp nơi, xâm lược những tinh cầu cấp độ văn minh thấp kém hơn, nô dịch những chủng tộc khác, ví dụ như các người. Vậy cậu... Mình là thành viên tổ chiến thuật và vũ khí đặc biệt thuộc Liên minh Tinh Cầu, chuyên trách truy đuổi bọn chúng. Dùng cách nói của người địa cầu các cậu để nói chính là cảnh sát liên hành tinh. Vậy là hôm qua cậu đang truy đuổi tên quái vật hút điện kia sao? Nó chỉ là một trong số đó. Còn rất nhiều tên tội phạm ngoài hành tinh lẫn trốn ở tinh cầu này nữa, có thể ở bên cạnh cậu đó. Hả? Sao trước đây mình chưa từng phát hiện ra? Bọn chúng cũng giống như mình, đều ngụy trang thành dáng vẻ khác. Nè, cậu lại đi đâu rồi? Cậu ngụy trang thành con chó nhỏ, đúng là lấy giả làm thật. Nhưng vẫn không thể nào qua nổi mắt của tớ đâu, bởi vì vật nuôi sẽ không được phép vô trong công viên. Thôi xin, tôi đã nhìn thấy cậu rồi, đừng có giả bộ nữa mà. Đúng là con chó thật sao? Xin lỗi. Cứu tôi với. Nè, cậu thấy chết mà không cứu sao? Đây là ân oán cá nhân giữa người và con vật của địa cầu các cậu. Cậu đúng là đồ bạch tuộc thối, vừa cao ngạo vừa đáng ghét. Muốn cứu cậu thì cũng được thôi, nhưng mà phải đồng ý với mình một điều kiện đó. Điều kiện? Cậu muốn làm gì? Mình muốn cậu trở thành người dẫn đường, chỉ lối cho mình. Dẫn đường? Trận chiến hôm qua đã làm hư hệ thống vệ tinh dẫn đường của mình rồi. Mình cần một thổ dân trái đất để mà dẫn đường cho mình. Thổ dân? Nè, những người trên người bôi xanh bôi đỏ, trên đầu cắm lông mới gọi là thổ dân. Mình là người văn minh. Nhưng mà trong con mắt mình thì các người không có sự khác biệt. Cậu... Mình cần phải nói cảm ơn con. Mình sẽ không ép buộc cậu. Nếu cậu không muốn làm người dẫn đường thì mình sẽ xóa bỏ ký ức về cậu đi, làm cậu giống với những người kia. Hèn gì, người trong bản tin đều không nhìn thấy sự việc xảy ra, lẽ nào là cậu? Không sai, nếu như không sẽ làm cho bọn họ càng hoảng loạn hơn. Cậu đúng là đồ bạch tuộc đáng ghét. Cho dù cậu xóa đi ký ức của tôi thì tôi sẽ ghi nhớ dáng vẻ đáng ghét này của cậu, sau đó ngày ngày nguyền rủa cậu. Cậu đã từng nghĩ tới việc nếu như cậu không giúp mình tìm được trạm liên lạc thì mình sẽ không thể nào phục hồi thiết bị, không có cách nào nhận được tin tình báo về quái vật. Mình sẽ không thể tìm được và bắt được bọn chúng. Bọn chúng sẽ từng bước xâm chiếm địa cầu của các cậu, cướp đi tài nguyên và năng lượng của địa cầu, biến các cậu thành nô lệ. Thật sự sẽ thành như vậy sao? Không sai, hôm qua cậu đã nhìn thấy rồi đó. Những quái vật đó sẽ có những năng lực phi thường. Những vũ khí nguyên thủy của các cậu vốn không có tác dụng gì với chúng, trừ khi các cậu muốn cùng bị tiêu diệt thì dùng cái đó. Không được, cái đó tuyệt đối không được. Không được có phải không? Vậy thì mình đi đây. Mình không phải có ý đó. Không phải cái đó không được. Được rồi, được rồi.
mình sẽ làm người dẫn đường cho cậu. Ồ, thật vậy sao? Ừ. Bắt tay xong, chúng ta sẽ là bạn bè và cùng một hội. Hả? Đây là cách bày tỏ hữu hảo của loài người chúng tôi. Được, được rồi. Người dẫn đường.